dễ qua ha. Biết rõ cái con người tham giả tạo ác chi cho quả thêm cay, cho người vui hơn việc cho buồn, người vui mình được vui luôn, người buồn mình cũng lệ tuôn theo người. Tâm thầm chuyện trôi, giờ nay đi rồi tìm tôi cười mở lối, chúc cho người hiền mở lối trường chay, từ đây sắp tới thiên đài, qua sen mà chinh phẩm má mẹ chờ mẹ chấm, giờ này dù đục hay chấm, mẹ đang mà mẹ đợi mẹ chờ con thơ, quan hiền tốt được tâm tư. Nghiệp trần phải trả, nghiệp trần phải lo. Chỉ tỏ hậu phụ sinh tăng tham, phần căn thì có sẵn lâu rồi, trong lòng còn tức nghẹn mũi ngồi đắng cay, trong lòng khổ mãi rải dài, buồn ơi số kiếp ma, buồn lòng nát tan. Mẹ ơi con khổ vì đời, vì con, vì chồng gia đảo cũng chưa xong. Mẹ ơi con đợi chờ mong, lập công bội đức chờ mong lâu rồi, tiền căn tiền đảo tiền trần, dáng đây mới thấy chim cần bạc muôn. Tại mình không biết giữ tiền, bác tiền có sẵn lại u phiền tâm thần. Xin tặng hảo phụ xin ai hê tăng hay ra a mô ti ý phụ xin ý ta hê ê phá xin tặng hảo phụ xin. Cô mẹ thì phải y cho lành, có cụ quyền theo bên thân xa, cũng đắc lưu rồi cũng tổ dưới xây, hôm nay đi nước bạch thị này, mời người đâu vô mà đủ đầy duyên căn. Ô xin tay hê hê xin qua ông hồ hồ xin hồ xì tình thân hà phô hà hồ hư hê hê hà. Cũng đẹp, cũng được cái chợ nhẹ xa, nhờ mẹ Quan Năm diễn xuống. À, có ai biết được cầm ai, có ai thấy được của ai thấy thân nào, nhưng mà ta có muôn màu, gắn công ta tu đắc để vào được thi. Tâm thành cố vững hành y, quyền di mẹ chuyển thì quyền di mẹ khảo hành, chân lý tâm ta dành cuộc sống, bởi duyên căn ta công hiến cho đời, đang tu tỏa sáng cuộc trời, tổ cô mà độ sát nông mà bền chi tin. Bây giờ lục đạo phước duyên, mừng vui cái sắc cũ quyền về thế. Ủa xin tặng hả? Ủa xin đây! Dạ hả? Đi đâu hết rồi? Dễ bằng đẻ đó. Em muốn nước phải không? Muốn bổ phải không? Thuốc em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đại lễ coi. Đại lễ coi, chưa có tốn nữa. Đại lễ coi. Chuột, chuột không chuột. Đại lễ coi, đại lễ coi. Chị đứng đây mình quay gì. Đại lễ coi. Vậy cơ nè. Cô nói cái chân linh đó là con chuột, các bạn có nghĩa là con chuột tu rồi đào thai lên thành một kiếp người, các bạn. Hút cho bạn hút hút nào. Hút hút. Thank you.
một tí đỡ rồi đôi tay đứa mấy cũng nằm nằm ngồi im vu và gù rồi để cứ nãy giờ ngủ hả tự nhiên lên đây nằm ngủ chắc đã luôn tao nước mắt đi ngủ bỏ tiền luôn cầm đi tiền lọc đó.